Rồi, xin chào các bạn ha, thì lại là mình đây. Thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ nói về kỹ năng đọc hiểu những đoạn văn bằng tiếng Anh nói chung, cũng như là kỹ năng đọc hiểu những đoạn văn trong đề thi TOEIC nói riêng. Thì chắc các bạn cũng biết rồi, trong phần thi TOEIC Reading, cụ thể là phần part 7 á, thì người ta sẽ cho các bạn những đoạn văn rất là dài và đưa ra những câu hỏi về thông tin trong đoạn văn đó. Và để làm phần này một cách thực sự hiệu quả, thì không chỉ các bạn phải đọc hiểu được nội dung của đoạn văn, mà còn phải đọc nó thật sự nhanh nữa kìa. Bởi vì trong phần part 7 có rất là nhiều đoạn văn, nếu các bạn đọc chậm thì chắc chắn là không kịp giờ rồi, đúng không? Và để tăng cái tốc độ đọc hiểu những đoạn văn trong đề thi TOEIC Reading Part 7, cũng như là đọc hiểu những cái đoạn văn bằng tiếng Anh nói chung á, thì mình xin giới thiệu với các bạn một kỹ năng mà chắc nhiều bạn cũng đã từng nghe qua, đó là kỹ năng skimming và scanning. Thì như đúng cái tên của nó, thì kỹ năng skimming và scanning nó bao gồm hai bước. Đầu tiên là bước skimming. Thì ở bước này các bạn sẽ cố gắng đọc lướt cái bài văn đó thật nhanh để nắm thông tin chính, để các bạn có thể hiểu được xem là những cái đoạn văn ở trong bài văn đó người ta đang nói về cái topic gì. Nó giống như là việc các bạn đang cố gắng xác định nội dung chính của từng đoạn văn ở trong một bài văn dài. Còn cái bước scanning là gì các bạn? Scanning nghĩa là cái bước mà các bạn sẽ đọc những cái thông tin chi tiết ở trong từng câu văn, từng đoạn văn để trả lời những câu hỏi mà người ta đưa ra. Thì do mình đã nắm được cái vị trí những cái thông tin chính ở trong cái bước skimming rồi, nên khi chuyển sang cái bước scanning này thì mình sẽ tìm thông tin chi tiết một cách nhanh hơn và chính xác hơn rất là nhiều. Thì nói thì nghe có vẻ hơi phức tạp một chút các bạn, nhưng mà ở đây mình sẽ đưa ra một cái ví dụ cụ thể để các bạn dễ hiểu. Thì ví dụ khi mình đọc một cái bài văn về một cái sự kiện nào đó đi, thì khi mình đọc mình sẽ áp dụng cái bước skimming trước, thì mình sẽ đọc lướt thông tin. Và khi mình đọc lướt, mình sẽ nắm được ví dụ này là ở đoạn số 1 là người ta nói về mục đích của cái sự kiện này. Đoạn 2 người ta sẽ nói về nội dung những gì xảy ra trong sự kiện này. Và ở đoạn 3 mình sẽ nắm được là thời gian, địa điểm tổ chức sự kiện cũng như là đối tượng tham gia sự kiện, đúng không? Sau đó mình chuyển sang đọc câu hỏi đi. Nếu mà câu hỏi của đề bài người ta hỏi là sự kiện này diễn ra vào lúc mấy giờ và kết thúc vào lúc mấy giờ, thì mình sẽ chuyển sang cái bước là scanning. Và do mình đã nắm được rõ cái thông tin này sẽ nằm ở đoạn 3 rồi, ở cái bước skim á các bạn, mình đã nắm rõ thông tin về thời gian địa điểm nằm ở đoạn 3, thì mình tập trung đọc đoạn 3 thật kỹ là ra được đáp án, đúng không? Đó, đầu tiên là hãy đọc lướt để tìm vị trí những thông tin chính ở bước skimming, sau đó tìm thông tin chi tiết ở bước scanning. Đó là quá trình đọc skim và scan đó các bạn. Rồi, và ở đây chắc chắn nhiều bạn sẽ hỏi mình một câu thế này, đó là mình sẽ đọc lướt hay là đọc skimming kiểu gì là hiệu quả nhất? Bởi vì nếu các bạn không biết cái cách nào để chúng ta có thể đọc lướt tìm thông tin chính một cách nhanh và chính xác nhất, thì nhiều khi là chúng ta không biết phải đọc gì hết, chúng ta đọc hết toàn bộ trong đó luôn thì cũng như không, rất là mất thời gian, đúng không? Chính vì vậy mình sẽ hướng dẫn với các bạn một cái tip để giúp các bạn biết coi là ở bước skimming, đọc lướt á, là mình cần đọc những thông tin nào là cần thiết và bỏ qua những thông tin nào là không cần thiết. Rồi, và đầu tiên để skimming một cách hiệu quả thì các bạn cần phải biết là trong một câu tiếng Anh thì những thông tin nào là thông tin chính và quan trọng nhất và những thông tin nào là thông tin bổ sung. Thì các bạn nhớ một cấu trúc câu trong tiếng Anh thường nó có cấu tạo như thế nào không? Thật ra những câu trong tiếng Anh á, nó có tới 5 cấu trúc câu lận. Nhưng mà trong TOEIC hay là trong IELTS thì người ta thường sẽ sử dụng cấu trúc phổ biến nhất là subject cộng cho verb, hoặc là subject cộng verb cộng object. Đó, đây là hai cấu trúc các bạn sẽ gặp thường xuyên nhất. Và đó cũng là những thành phần các bạn cần phải đọc khi các bạn skimming. Tức là trong một câu các bạn cố gắng đọc cho mình subject, đọc cho mình verb, đọc cho mình object. Còn tất cả những cái thông tin bổ nghĩa khác các bạn hoàn toàn có thể bỏ qua ở bước skimming. Rồi, nhưng mà tới đây thì nhiều bạn sẽ hỏi mình là ủa vậy subject là cái gì, verb là cái gì, còn object là cái gì, có biết cái đó là cái gì đâu mà đọc, đúng không? Thì ở đây mình sẽ nói cho các bạn một cách đơn giản thế này. Subject là chủ ngữ của câu. Thì để cấu tạo thành subject thì nó chỉ có thường đó là hai từ loại cơ bản nhất các bạn, đó là danh từ và đại từ. Đó, bởi vậy các bạn chỉ cần đọc danh từ và đại từ, nó thường là đứng ở đầu câu á, đọc cái đó là được rồi. Còn verb là động từ thì cực kỳ đơn giản rồi, nó là thứ sẽ đứng ngay sau cái chủ ngữ đó, các bạn chỉ cần đọc cái đó là được rồi. Và cuối cùng là object. Object là tân ngữ, nó là cái thứ mà chủ ngữ tác động vào á, thì cũng giống như chủ ngữ subject mà thôi. Cái object này á, nó sẽ có cấu tạo bởi danh từ á, hoặc là đại từ. Và đó là ba thành phần mà các bạn cần phải chú ý khi mà các bạn đọc lướt. Cố gắng một câu các bạn hãy nắm được chủ ngữ là gì, động từ là gì và tân ngữ là gì. Vậy thôi, subject, verb, object là đủ rồi. Còn những thành phần bổ nghĩa chúng ta có thể bỏ qua. Và tới đây nhiều bạn sẽ hỏi mình là những cái thành phần bổ nghĩa cho một câu là những thành phần nào. Thì ở đây các bạn lưu ý, những thành phần bổ nghĩa thứ nhất là tính từ, các bạn có thể bỏ qua. Bởi vì tính từ mục đích của nó chỉ để bổ sung thêm ý nghĩa cho danh từ thôi, các bạn có thể đọc lướt qua. Thứ
Thứ hai là trạng từ. Trạng từ thường dùng để bổ nghĩa cho verb nên các bạn có thể bỏ qua. Và cuối cùng là người ta có thể dùng giới từ cộng cho một cụm danh từ để bổ nghĩa cho những thành phần khác trong câu. Thì cái này tí nữa mình sẽ cho các bạn coi ở phần ví dụ chi tiết sau ha. Rồi, nhưng mà nãy giờ mình nói chỉ là phần lý thuyết thôi các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ để các bạn dễ hiểu hơn, mình sẽ thực hành cụ thể ở trong một cái bài văn của phần TOEIC Reading Part 7 đi, để cho các bạn biết là khi mà mình skimming thì mình sẽ đọc những cái gì và bỏ những cái gì. Rồi, và mình sẽ để cái đoạn văn ở bên này. Đó, các bạn coi thì các bạn thấy. Thì chúng ta sẽ đọc từng câu một để coi nếu mà đọc lướt thì chúng ta đọc những chữ nào. Ok, thì ở câu đầu tiên, các bạn nghĩ khi các bạn đọc vô câu đầu tiên này thì cái thông tin nào là quan trọng nhất các bạn? Rồi, nhớ kỹ, đầu tiên là phải xác định chủ ngữ của câu. Thì chủ ngữ nó thường đứng ở đầu câu các bạn. Các bạn nhìn câu này, khởi đầu câu là you, đó là chủ ngữ. Đọc vậy thôi là được rồi. You tức là bạn, đây là đại từ đúng không? Sau đó xác định được chủ ngữ rồi, mình sẽ xác định tới verb, động từ. Động từ sẽ nằm ngay sát ở sau chủ ngữ đó các bạn. Và các bạn nhìn ở động từ câu này, nó sử dụng động từ ở dạng bị động. Các bạn thấy động từ to be là are cộng cho động từ là invited, verb 3 đúng không? Đó, đó là động từ. Và xong, các bạn chỉ cần đọc hai cái đó thôi là được rồi. Chỉ cần đọc chủ ngữ và động từ thôi là được rồi. Bởi vì sao các bạn biết không? Bởi vì khi một câu sử dụng động từ ở dạng bị động á, thì nó sẽ không có tân ngữ. Nó sẽ không có tân ngữ phía sau đâu. Cái phần phía sau các bạn để ý nè, cái phần phía sau là giới từ to cộng cho nguyên một cụm danh từ dài thòng lòn đó đúng không? Không cần phải đọc. Bởi vì như mình đã nói rồi, một giới từ cộng cho một cụm danh từ, nó nhằm mục đích là để bổ nghĩa mà thôi, chứ không phải là thành phần quan trọng nhất. Và trong trường hợp này thì nguyên cái cụm là to the grand opening á, nó chỉ để bổ nghĩa cho động từ invited mà thôi. Các bạn không cần phải đọc nó ở bước skim, đọc lướt đâu. Các bạn chỉ cần đọc you are invited là đủ rồi. Tức là các bạn biết là ở câu đầu tiên người ta nói, người ta mục đích chính của câu đầu tiên là người ta nói là bạn được mời tới một cái chỗ nào đó. Vì vậy thôi, không cần phải đọc thông tin phía sau. Đó, đọc lướt là như vậy. Rồi, chuyển sang câu số 2. Câu số 2 sẽ hơi đặc biệt một chút. Các bạn biết nó đặc biệt ở điểm nào không? Bởi vì câu số 2 này đứng ở đầu câu không phải là một chủ ngữ mà đứng ở đầu câu là một động từ. Trường hợp này là gì các bạn? Trường hợp này là câu mệnh lệnh. Các bạn nhớ kỹ, khi mà người ta dùng một động từ nguyên mẫu, ở đây là bring chẳng hạn, đứng ở đầu câu thì đây là một câu mệnh lệnh. Câu mệnh lệnh tức là người ta ra lệnh cho các bạn, kiểu nói trống không đó các bạn. Ví dụ như là đi học đi, đi ăn đi, nó kiểu vậy. Đâu có chủ ngữ đâu, đúng không? Và đối với những dạng câu này, các bạn xác định là nó không có subject. Và verb chính là verb đứng ở đầu câu, đây là động từ chính của câu á. Và phía sau động từ chính chắc chắn là sẽ có một object, đúng không? Đối với câu mệnh lệnh thì phía sau động từ sẽ có một object. Và object ở đây là một danh từ như hồi nãy mình nói đó, đó là invitation. Invitation là một cái thư mời hoặc là một cái thiệp mời, đó. Hết, vậy thôi, không cần phải đọc những thành phần tiếp theo của câu này nữa. Bởi vì sao? Bởi vì nó đã đầy đủ những thành phần chính rồi các bạn. Câu này do bản chất là câu mệnh lệnh, không có subject, mà chỉ có verb cộng object. Vậy thôi, những thành phần còn lại từ chữ for tới hết, nó chỉ là thành phần bổ nghĩa mà thôi. Mà như mình nói, mình đọc lướt, mình sẽ không quan tâm tới những thông tin bổ nghĩa này làm gì cả. Mình chỉ chú ý tới những thông tin chính, bao gồm subject, verb, object mà thôi. Và các bạn thấy, cái thành phần bổ nghĩa này nó vẫn khởi đầu bằng một giới từ là giới từ for cộng cho nguyên một cụm danh từ đứng sau. Thấy không? Mình đâu cần đọc nó. Nguyên cái câu này, mục đích chính của nó chỉ nói là hãy mang theo thư mời, chấm hết. Các bạn thấy đọc lướt như vậy thì nó nhanh không? Cực kỳ nhanh. Nãy giờ mình đọc hai câu mà thật ra là mình chỉ dịch nghĩa có 6 chữ thôi. Đó thì các bạn hiểu coi là lướt nó nhanh tới cỡ nào. Rồi, chuyển tới câu số 3. Câu số 3 thì vẫn như bình thường. Các bạn xác định 3 thành phần: chủ ngữ, verb và object. Rồi, câu này thì các bạn thấy đứng đầu câu là một danh từ. Nó đóng vai trò là chủ ngữ đó. The event, tức là cái sự kiện này đúng không? Là chủ ngữ. Rồi. Và tiếp theo là một động từ. Và một lần nữa động từ này ở dạng gì các bạn? Ở dạng bị động, passive voice đúng không? Đó là will be held, đó, be cộng cho verb 3, tức là sẽ được tổ chức, sự kiện này sẽ được tổ chức. Chấm hết, tới đây là xong rồi. Bởi vì như mình đã nói rồi, khi mà người ta sử dụng động từ ở dạng bị động thì phía sau không có object đâu. Và các bạn nhìn thấy, phía sau cái chữ will be held này, phía sau động từ này, người ta vẫn sử dụng một cái dạng bổ nghĩa thôi. Đó là giới từ from cộng cho nguyên một cụm danh từ. Và như mình nói rồi, những thành phần bổ nghĩa không cần đọc. Nhưng mà thật ra cái câu này nó ngắn lắm. Nếu mà bạn nào muốn đọc thêm thì cũng được đó. Tức là cái ý chính của cái câu này là sự kiện này sẽ được tổ chức vào giờ nào, đó kiểu vậy. Nhưng mà tí nữa ở bước scanning mình đọc kỹ sau cũng được đó. Mình chỉ cần biết mục đích chính của câu này, người ta nói là sự kiện này sẽ được tổ chức ở đâu và dành cho ai, vậy thôi. Rồi, chuyển sang cái câu kế cuối của đoạn này thì nó sẽ hơi khác một chút các bạn. Các bạn biết nó khác ở điểm nào không? Thì cái câu kế cuối này á, nó sẽ khởi đầu bằng một cái giới từ S, sau đó là nguyên một cụm danh từ,
sau đó dấu phẩy. Thì các bạn lưu ý khi một câu, đặc biệt là trong phần part 7 nha, mà nó khởi đầu bằng một cụm giới từ cộng cho danh từ rồi phẩy một cái, thì các bạn không cần đọc nó. Bởi vì nó cũng là thành phần bổ sung ý nghĩa mà thôi. Cái này không phải là chủ ngữ gì cả. Bình thường các bạn thấy những câu trước á, thì thành phần bổ nghĩa là giới từ cộng cho danh từ đúng không? Nó thường nằm cuối, nhưng mà người ta vẫn có thể mang nó lên đầu rồi thêm một dấu phẩy vào. Nó chỉ là một vế để bổ nghĩa mà thôi. Bởi vậy ở bước skimming hoàn toàn có thể bỏ qua trường hợp giới từ cộng cho danh từ rồi phẩy, bỏ qua cũng được. Các bạn hãy chú ý cái câu phía sau dấu phẩy đó, đó mới là câu chính nha. Ở đây các bạn đọc kỹ. Cái câu này người ta sẽ khởi đầu bằng một cái tên riêng, Honest Angies, đúng không? Thì đó là một chủ ngữ, đó là chủ ngữ, cái mình cần đọc á, đó là tên riêng. Và sau đó vẫn là động từ là is offering. Và sau cái verb này, tiếp tục người ta sẽ đưa ra một cái object. Và object ở đây là 20% discount. Đó, đây là những thành phần mà các bạn cần phải đọc. Tức là cái Honest Angie này sẽ cung cấp một cái giảm giá ở mức 20%. Vậy thôi, là đủ rồi. Còn những cái thành phần còn lại các bạn thấy, nó khởi đầu bằng on đúng không? On any purchase. Thì nó vẫn là thành phần bổ nghĩa, giới từ cộng cho cụm danh từ, vẫn là bổ nghĩa, không cần đọc. Rồi, và chuyển sang câu cuối cùng, thì câu này nó ngắn quá. Thật ra các bạn đọc lướt hay đọc kỹ thì nó cũng cực kỳ ngắn thôi. Nhưng mà ở đây mình chỉ muốn nói thêm một điều á, đó là câu này các bạn thấy là nó vẫn không có chủ ngữ đâu. Người ta khởi đầu bằng please cộng cho một cái động từ nguyên mẫu đúng không? Thì nó cũng giống như câu mệnh lệnh hồi nãy á. Thì câu này là một câu yêu cầu, một câu đề nghị, tức là xin bạn hãy làm một cái gì đó. Nó không có chủ ngữ, nó khởi đầu bằng động từ. Và động từ chính là confirm, phía sau please đó. Please nghĩa là xin hãy làm. Nó kiểu trang trọng hơn cái câu mệnh lệnh hồi nãy thôi, chứ thực ra bản chất nó vẫn là một câu khởi đầu bằng động từ. Và câu này động từ cần phải đọc là confirm, xác nhận. Và phía sau là object cũng phải đọc luôn, your attendance, tức là hãy xác nhận sự tham gia của bạn. Vậy thôi. Đó, và nãy giờ khi các bạn đọc lướt thì các bạn đọc đâu có bao nhiêu chữ đâu. Các bạn sẽ xác định được nội dung chính của câu thứ nhất là bạn sẽ được mời tới một cái sự kiện nào đó. Câu số 2 là bạn nhớ phải mang theo thư mời, đúng không? Câu số 3 là người ta sẽ nói là sự kiện này diễn ra ở một cái thời gian và dành cho ai nào đó. Và câu tiếp theo là người ta nói là trong cái sự kiện này thì Angie sẽ cung cấp giảm giá 20%. Và cuối cùng là người ta nói là bạn hãy xác nhận xem có tham gia hay không. Vậy thôi, đó, đó là những thông tin chính đó các bạn. Đó là những thông tin chính đó. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển sang câu hỏi của đoạn này. Thì mình có một câu hỏi là như thế này. What will be offered to attendees to the event? Tức là cái gì sẽ được cung cấp cho những người tham gia sự kiện này. Rồi, và dĩ nhiên để trả lời những cái câu hỏi về thông tin chi tiết như vậy thì mình sẽ chuyển sang cái bước là scan, tức là mình sẽ đọc kỹ. Nhưng mình sẽ đọc kỹ câu nào đây? Và thật ra thì ở bước này các bạn cũng biết là mình cũng không cần phải đọc kỹ cái gì đâu, bởi vì thông tin chắc chắn là nằm ở câu kế cuối rồi. Cái câu kế cuối người ta nói là người ta sẽ cung cấp 20% giảm giá đúng không? Tức là những người tham gia sẽ được cái gì? Sẽ được một cái giá đặc biệt, special price, tức là giá đã giảm đó các bạn. Đó, đây là một cách mà người ta paraphrase thôi. Đó, các bạn thấy vấn đề không? Đó là nhiều khi mà mình đọc skimming á thì mình đã nắm được thông tin chính rồi, mà nhiều khi câu hỏi người ta hỏi đúng cái thông tin chính đó luôn thì mình xử lý hoàn toàn dễ. Nhưng mà nếu mà giả sử người ta hỏi là sự kiện này diễn ra vào lúc mấy giờ thì các bạn có trả lời được không? Các bạn hoàn toàn cũng có thể trả lời được, bởi vì ở bước skim mình đã xác định được cái phần thông tin về thời gian diễn ra sự kiện nó nằm ở câu số 3 rồi đúng không? Sự kiện sẽ diễn ra vào lúc 6:30 tới 9:00, kiểu như vậy. Đó. Hoặc là nếu mà câu hỏi người ta hỏi là sự kiện này tên là gì đi thì các bạn cũng biết chắc chắn là nó sẽ nằm ở câu số 1 đúng không? Bởi vì câu số 1 người ta nói là bạn được mời tới sự kiện gì đó thì cái tên chi tiết nằm câu 1, mình đọc kỹ là ra, kiểu vậy. Đó. Thì mục đích của skim và scan á, thật ra nó giống như là việc các bạn đầu tiên là các bạn hãy đọc lướt toàn bộ để xác định cái mục lục, xem là những câu, những đoạn này nó chứa thông tin chính gì. Rồi sau đó khi mà câu hỏi người ta hỏi thông tin chi tiết này, thông tin chi tiết kia thì mình sẽ chuyển sang bước scan, tức là mình sẽ quay lại cái mục lục đó và đọc kỹ cái câu đó để đọc hết những thông tin bổ nghĩa, rồi từ đó mình ra được đáp án. Vậy thôi. Thật ra đây là một kỹ năng cực kỳ hiệu quả đối với những đoạn văn dài các bạn. Các bạn không biết là cái đoạn văn ví dụ mình cho các bạn là một đoạn văn cực kỳ ngắn thôi, nhưng mà những đoạn văn dài á nó dài dã man luôn các bạn. Bởi vậy nếu các bạn không đọc skim trước để nắm được hết tất cả bố cục thông tin vị trí của nó thì các bạn sẽ gặp một vấn đề cực kỳ nan giải trong việc tìm thông tin để trả lời những câu hỏi chi tiết. Bởi vì nhiều quá mình đâu biết nằm ở đâu đâu đúng không? Mà nhiều khi mình còn quên nữa. Chính vì vậy, khi làm bài Reading Part 7 để đọc hiểu một cách nhanh và hiệu quả và xử lý hết những đoạn văn người ta cho trong đề
thì các bạn nên áp dụng skim và scan. Nó sẽ giúp các bạn xử lý vấn đề một cách hiệu quả và hợp lý hơn. Tuy nhiên mình cũng xin thú thật cái này, đối với bản thân mình á, thì trong phần reading part 7 á, thì mình tweak á, bài thi tweak nha, thì mình cũng ít khi dùng skim và scan lắm. Mình chỉ dùng ở những đoạn dài phía cuối thôi, còn những đoạn đầu nó ngắn thì mình cũng đọc hết. Bởi vì vốn từ vựng mình có nên là mình đọc nhanh được. Bản chất những đoạn đầu nó cũng không quá dài. Tuy nhiên khi mà các bạn thi IELTS thì khi người ta cho các bạn những đoạn bài viết học thuật nó dài quá trời quá đất luôn, không thể tưởng tượng được, thì bắt buộc đoạn nào, bài nào của IELTS cũng phải dùng skim và scan hết. Còn nếu đọc kỹ thì dễ chết lắm các bạn, nó nản á. Đó, và đó là những lời khuyên của mình về cái phương pháp skimming và scanning này. Nó đặc biệt hữu ích khi các bạn xử lý những đoạn văn siêu dài của part 7, những đoạn cuối á. Bởi vậy, nếu các bạn đang gặp khó khăn trong phần part 7, các bạn có thể áp dụng kỹ năng skimming và scanning này để chúng ta làm bài hiệu quả hơn. Rồi, đó là những gì mình chia sẻ trong video ngày hôm nay. Và nếu các bạn thấy hữu ích, đừng quên hãy đập nét cái nút like bên dưới cho mình nha. Mình là anh Lê.